Tập hợp dân chủ đa nguyên, làm truyền thông chống phá kiểu chụp giật bất lương. Mới đây, chớp được thông tin từ nguồn Reuters tung ra chưa rõ ràng, nặng tính đồn đoán. Tập đoàn sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới Intel hủy bỏ kế hoạch mở rộng sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam. Lập tức, trang fanpage của tổ chức Tập hợp dân chủ đa nguyên do Nguyễn Gia Kiểm cầm đầu, kẻ chống phá Việt Nam miệt mài hơn nửa thế kỷ qua, đưa ra bình luận bóp méo bản chất vụ việc và bôi đen bức tranh kinh tế Việt Nam nhằm đổ lỗi do vì tham nhũng và cách điều hành nền kinh tế tệ hại của chính quyền khiến Việt Nam mất đi cơ hội vàng cũng như khiến đầu tư nước ngoài giảm sút nhanh chóng sau thời điểm Việt Nam gia nhập WTO. Tuy nhiên, qua tìm hiểu vụ việc và tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam gần 20 năm qua, trang fanpage này đã cố tình chụp giật một nguồn tin đồn đoán hay còn gọi là tin vịt để xuyên tạc tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, lấy đó làm căn cứ để bôi nhọ, hạ uy tín chính quyền và thể chế chính trị Việt Nam hiện nay. Trước hết, qua tìm hiểu, ngay sau khi nguồn tin từ Reuters tung ra sáng mùng 7 tháng 11, thì tối mùng 7 tháng 11 khẳng định từ Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến thời điểm này, phía Intel Việt Nam chưa có thông tin chính thức với phía Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh về những thay đổi trong kế hoạch mở rộng nhà máy. Tức là hiện tại, Intel Việt Nam vẫn đang đầu tư sản xuất bình thường tại nhà máy của Intel, đặt bên trong Khu Công nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức và đã giải ngân vốn đầu tư gần 2 tỷ USD vào Khu Công nghệ Cao này, cũng như đang tạo ra gần 4.000 việc làm cho lao động Việt Nam. Đồng thời, đại diện của Intel Việt Nam vẫn khẳng định Việt Nam tiếp tục là một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất toàn cầu của Intel. Cùng với Intel, Samsung, Hana Microvina, Amkor Technology và nhiều công ty khác đã tuyên bố kế hoạch sản xuất linh kiện bán dẫn ở Việt Nam thời gian qua. Như vậy, bất chấp tin vịt đã được kiểm tra và phủ nhận ngay sau đó, trang fanpage Tập hợp Dân chủ Đa nguyên hiện vẫn đăng bài viết nói trên và nhận định võ đoán bôi nhọ chính quyền như cũ, không thêm dòng nào sửa chữa hay đính chính thông tin sai lệch. Điều này cho thấy cách làm truyền thông chụp giật, không quan tâm phải trái, đúng sai của một nhóm người luôn tự xưng trí thức người Việt yêu nước ở Pháp này. Thứ hai, về dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, FDI bùng nổ sau khi Việt Nam gia nhập WTO với vốn FDI đăng ký vào Việt Nam từ 21,35 tỷ USD năm 2007 lên đến 71,73 tỷ USD năm 2008. Sau đó giảm sút nhanh chóng là do bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ vào năm 2008, sau đó lan ra toàn cầu và tiếp tục kéo dài cho đến năm 2012. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam duy trì được tốc độ tăng đều đặn cả về số dự án đăng ký mới, số vốn đăng ký và số vốn thực hiện hàng năm. Đến năm 2020-2022, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên dòng vốn này bị giảm sút, xong lại bùng nổ trở lại vào năm 2023. Tiệu chung, sau kỷ lục 72 tỷ USD của năm 2008, năm 2019 đầu tư FDI vẫn cán mốc 38 tỷ USD. Thậm chí, năm 2021, giữa đại dịch COVID-19, con số FDI vẫn đạt 38,85 tỷ USD. Như vậy, bất chấp đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đại dịch COVID-19 tàn phá, 5 năm qua, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đạt 107,47 tỷ USD bằng 38,4%. Tổng vốn giải ngân trong vòng 35 năm qua là con số đáng ấn tượng. Không phải tự dưng mà các tổ chức tài chính uy tín của thế giới như Ngân hàng HSBC khẳng định Việt Nam là một ví dụ nổi bật của câu chuyện thành công về các nền kinh tế được thúc đẩy bởi đầu tư nước ngoài. Tất nhiên, trên chặng đường hội nhập và phát triển, Việt Nam cần nhiều nỗ lực hơn nữa như chống tham nhũng tốt, tạo môi trường đầu tư thu hút, pháp lý hoàn thiện, năng lực bộ máy hiệu quả hơn đều là những ý kiến của các bộ ngành, chuyên gia trong và ngoài nước thẳng thắn mổ xẻ trên các diễn đàn, hội nghị, truyền thông công khai. Chính phủ Việt Nam không hề che giấu những hạn chế mà luôn cam kết không ngừng làm tốt hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không chấp nhận đầu tư bằng mọi giá mà có chọn lọc, có trọng điểm, ưu tiên công nghệ hiện đại, xanh, sạch. Cuối cùng, sự thật đằng sau thứ truyền thông bẩn của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên này hóa ra trái ngược với tinh thần xây dựng cho đất nước đáng có những trí thức tử tế. Tập hợp Dân chủ Đa nguyên gồm nhóm người gần 10 năm qua luôn rêu rao cho cái gọi là dự án chính trị dân chủ đa nguyên cho Việt Nam với tham vọng muốn xây dựng một nước Việt Nam hậu cộng sản. Thật
khôi hài cho tham vọng và ảo tưởng đòi xây dựng một nước Việt Nam hậu cộng sản, nhưng lại sẵn sàng tuyên truyền bằng thủ đoạn gian trá như vậy. Thảo nào mà tổ chức có một nhúm người này mà chia ba xẻ bảy, đấu tố, bôi nhọ nhau dùm beng, khiến nó ngày càng eo uột, giờ tồn tại leo lắt nhờ sự dẫn dắt của ông cụ Nguyễn Gia Kiểng sấp xỉ 90 xuân xanh, vẫn miệt mài biên bài trên fanpage và website của nó bằng cách làm truyền thông thiếu tử tế.